Những sân vận động sẽ hoàn thành trong năm 2024 tại khu vực Đông Nam Á. Sân vận động Đại học Chiang Mai Rajabhat, Thái Lan. Sân vận động Đại học Chiang Mai Rajabhat nằm trong khu liên hợp thể thao của Đại học Chiang Mai Rajabhat, được bắt đầu xây dựng vào tháng 10 năm 2019 tại huyện Mea Rim của tỉnh Chiang Mai. Tổng kinh phí xây dựng cho toàn bộ khu liên hợp thể thao là 515 triệu baht. Sân vận động Đại học Chiang Mai Rajabhat có thiết kế 3 khán đài. Trong đó khán đài chính ở phía Tây được trang bị mái che. Sức chứa của sân vận động này khoảng 11.500 khán giả. Nó sẽ có sân bóng đá và đường chạy cao su tổng hợp với 9 làn theo tiêu chuẩn quốc tế. Sân vận động dự kiến hoàn thành trước lễ hội Songkran vào tháng 4 năm 2024. Sân vận động Lamphun Warrior FC, Thái Lan. Sân vận động mới của Lamphun Warrior FC được bắt đầu xây dựng vào năm 2022 tại huyện Maewang Lamphun của tỉnh Lamphun. Đây là một sân bóng đá chuyên dụng với thiết kế hai khán đài gần tương đồng nhau, mang đến sức chứa 5.400 khán giả. Hiện tại, công việc xây dựng sân vận động chính đã tiến sát đến ngày hoàn thành. Các hoạt động xây dựng đang được triển khai ở khu vực các công trình phụ trợ và sân tập bên ngoài sân chính. Theo kế hoạch, sân vận động mới của Lamphun Warrior FC có thể đưa vào sử dụng vào tháng 4 năm 2024. Sân vận động Mara Halim, Indonesia. Sân vận động mới tiêu chuẩn FIFA đang được xây dựng ở Deli Serdang, tỉnh Bắc Sumatra, dự kiến hoàn thành trong tháng 8 năm 2024. Với diện tích 300 hecta, sân vận động mới có sức chứa 25.000 khán giả. Nó sẽ là một sân vận động bóng đá chuyên dụng, với kinh phí xây dựng 587 tỷ rupiah. Sân vận động Mara Halim được bắt đầu xây dựng vào tháng 9 năm 2023. Nó được xây dựng để trở thành một địa điểm tổ chức tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia, PON, lần thứ 21 diễn ra ở Bắc Sumatra và Aceh. Gelora Daha Jayati, Indonesia. Sân vận động Gelora Daha Jayati được khởi công xây dựng vào ngày 31 tháng 5 năm 2023 trên khu đất rộng 10 hecta tại khu vực Nhiếp Chính Kediri của tỉnh Đông Java. Sân vận động mới này được xây dựng theo tiêu chuẩn FIFA. Đây sẽ là một sân vận động dành riêng cho bóng đá. Nhìn từ trên cao, đây là một sân vận động có thiết kế cân đối và khá vuông vức. Khán đài được thiết kế với sức chứa 15.000 khán giả, dự kiến sẽ lắp đặt toàn bộ ghế đơn. Khán đài sẽ được bao phủ bởi mái che. Mặt tiền sân vận động được trang trí bằng các họa tiết thể hiện văn hóa địa phương, được chiếu sáng nổi bật về đêm. Việc xây dựng sân vận động được chia làm hai giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành vào tháng 12 năm 2023 với kinh phí khoảng 150 tỷ rupiah Indonesia. Các hạng mục đã hoàn thành bao gồm khán đài, sân cỏ và mặt tiền của sân vận động. Chủ đầu tư kỳ vọng hoàn thành toàn bộ sân vận động Gelora Daha Jayati trong năm 2024. Với kinh phí 70 tỷ rupiah. Sosogon Sport Coliseum, Philippines. Sân vận động Sosogon Sport Coliseum được bắt đầu xây dựng vào ngày 11 tháng 1 năm 2019 tại thành phố Sosogon. Sân vận động lấy cảm hứng thiết kế từ đấu trường Coliseum tại Rome này được xây dựng với kinh phí dự kiến là 887 triệu peso. Sân vận động có 3 khán đài liền mạch với sức chứa 12.000 khán giả, được lắp đặt đầy đủ ghế đơn. Đến thời điểm hiện tại, các khán đài đã hoàn thành. Việc lắp đặt ghế ngồi cũng đã được thực hiện, trong khi mặt cỏ vẫn chưa hoàn thiện. Mặc dù sân vận động vẫn chưa chính thức khánh thành, nhưng nhiều hoạt động văn hóa của địa phương đã được tổ chức tại đây. Sosogon Sport Coliseum dự kiến khánh thành trong năm nay và trở thành sân vận động có thiết kế ấn tượng tiếp theo của Philippines. Sân vận động Teladan, Indonesia. Sân vận động Teladan tại thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra đã bắt đầu được xây dựng lại gần như hoàn toàn. Hiện tại, đơn vị thi công đang tiến hành tháo dỡ các hạng mục của sân vận động cũ. Sân bóng mới sẽ trở thành một sân vận động dành riêng cho bóng đá. Sức chứa của sân vận động là 35.000 khán giả. Trong đó, 25.000 chỗ ngồi không có mái che và 10.000 chỗ có mái che. Nhìn chung, toàn bộ cơ sở vật chất tại sân vận động Teladan mới đều sẽ đạt tiêu chuẩn của AFC. Kinh phí xây dựng sân vận động là 560 tỷ rupiah Indonesia. Dự kiến hoàn thành sân vận động Teladan mới vào tháng 10 năm 2024.
Sân vận động Thái Nguyên, Việt Nam. Hiện chủ đầu tư dự án, các hạng mục thi công đang đạt và vượt tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng trong tháng 10 năm 2024, về đích trước một năm so với kế hoạch đề ra. Dự án sân vận động tỉnh Thái Nguyên được xây dựng tại xã Phúc Chiều, trên diện tích hơn 14 hectare, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 535 tỷ đồng, là sân vận động lớn nhất và đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên, đảm bảo diện tích một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế với quy mô 22.000 chỗ ngồi. Được khởi công từ tháng 10 năm 2022, đến nay hai khán đài chính và các hạng mục phụ trợ đã hình thành. Trong đó, khán đài phía Tây đã lên tầng 2, đường dẫn vào sân vận động đã cơ bản hoàn thành. Khi mới đây, tỉnh Thái Nguyên đã cưỡng chế một số hộ dân cuối cùng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.